Tập 23. Em biết hôm nay anh gặp ai không? Ai? Lâm Trạch Phong và Diên Ái. Sao hai người họ lại ở cùng nhau? Anh cũng không biết sao hai người họ lại ở cùng nhau. Chính mắt anh nhìn thấy Lâm Trạch Phong muốn kéo Diên Ái đi, nhưng Diên Ái không đi theo anh ta, còn bảo Lâm Trạch Phong cút đi. Gần đây Lâm Trạch Phong và Tiểu Tân vẫn ổn, vẫn đang tốt đẹp mà. Anh không nhìn nhầm chứ? Không nhầm đâu. Sau đó Lâm Trạch Phong đã cút đi. Rồi một lát sau anh ta lại quay trở lại, còn cố lôi Diên Ái lên xe của mình rồi đưa đi. Anh chắc chắn mình không nhìn nhầm chứ? Anh chắc chắn mình không nhìn nhầm. Chứng cứ rõ rành rành đây này. Em xem đi. Chuyện gì vậy chứ? Anh đã nói mà, Tiểu Tân thành đôi với Đậu Nam mới là ổn nhất. Chính vì các em gây chia rẽ, bây giờ Lâm Trạch Phong không đáng tin nữa đúng không? Anh nói đúng rồi chứ, không sai chứ? Được rồi, bây giờ chuyện chưa sáng tỏ, rốt cuộc là thế nào chúng ta đều không biết. Chưa biết chừng là có hiểu lầm gì đó. Em nói anh biết, chuyện này không liên quan tới anh. Anh hãy quên chuyện này đi. Đây là chuyện của Tiểu Tân và Lâm Trạch Phong. Giờ người ta đang hạnh phúc với nhau, chúng ta đừng xen vào. Được, em nói gì cũng đúng. Vậy anh đi tắm đi. Lát nữa anh xóa video đó đi nhé. Lỡ Tiểu Tân nhìn thấy không biết xảy ra chuyện gì đâu. Nghe thấy không? Nghe rồi, tắm xong anh xóa. Được rồi, cô về nhà đi. Sau này đừng một mình ở bên ngoài uống rượu. Lâm Trạch Phong, anh có biết anh làm như vậy là tàn nhẫn lắm không? Nếu đã không còn yêu em thì đừng có quan tâm tới em, càng không cần phải xuất hiện bên cạnh em vào lúc em cần an ủi. Anh làm vậy sẽ chỉ khiến em do dự thêm thôi, anh biết không? Cô đừng nghĩ nhiều. Với tư cách một người bạn bình thường, tôi không muốn cô chịu tổn thương. Tình cảm bao nhiêu năm qua được tóm tắt bằng một câu đừng quá nghĩ nhiều, tàn nhẫn thật. Đừng nhắc chuyện trước đây nữa, không có ý nghĩa gì. Không phải bây giờ cô sống rất tốt sao? Anh thấy em sống tốt không tốt sao? Cũng phải, dù sao người em yêu cũng không yêu em, thì em ở bên ai cũng chẳng sao hết. Anh biết phụ nữ tranh giành thứ gì không? Tình yêu. Sao sao biết tình yêu là thứ ngu ngốc và mù quáng, nhưng chưa lần nào có thể kháng cự việc muốn có một tình yêu một lần nữa. Dục vọng của mỗi người đều là bẩm sinh, không có bất kỳ ai thay đổi được điều này. Càng muốn thoát khỏi dục vọng của bản thân lại càng khao khát nhiều hơn. Cách duy nhất đó là dũng cảm đối diện mặt dục vọng trong lòng mình, đồng thời nghĩ cách thích đó. Được rồi, không nói với anh mấy chuyện này nữa. Cảm ơn vì đã đưa em về. Em đi đây. Đi qua chứ đừng bỏ qua. Chào mừng mọi người tham gia hoạt động do câu lạc bộ PR và đồ nướng DEE của chúng tôi tổ chức. Ai tham gia hoạt động trở thành hội viên của chúng tôi sẽ nhận được cái gì á nhỉ? Một suất lưỡi bò nướng. Còn nữa, nửa cân kim chi. Đầu óc anh kiểu gì vậy? Nửa cân kim chi. Vì hoạt động lần này, chúng tôi đã mời đến từ Hàn Quốc
một đầu bếp cao cấp, anh bác Jung Chun. Còn có quán quân phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc cô Tưởng Sang. Anh muốn chết sao? Quan kênh mọi người đến tham gia, xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Thơm quá, ập ba ơi. Đánh giỏi quá. Kỹ thuật của cậu giỏi hơn Tiểu Kiệt nhiều. Thịt nướng của tôi bao giờ có vậy? Sắp xong rồi, để tôi mang qua. Thịt nướng sắp xong rồi, cho tôi 2 chai bia nữa. Không thành vấn đề. Chủ ý quá hay. Tôi cũng thấy vậy phải không? Mang bia lên đi. Chào anh. Trường Bắc, Trường Bắc. Tôi qua đó nhé. Anh lại có chủ ý tồi tệ gì nữa vậy? Tôi nói cô nghe, sau khi có thêm quầy nướng, dù kinh doanh khá hơn gấp mấy lần. Làm gì có quán bia nào bày cả sạp thịt nướng chứ? Sao anh nghĩ ra được vậy? Phải đó, kinh doanh là phải dũng cảm sáng tạo. Chúng ta phải làm người tiên phong. Ở đây mùi nồng quá, đầy khói như vậy kinh doanh kiểu gì? Anh không sợ cháy sao? Sợ cháy gì chứ, không cháy được, yên tâm đâu. Ý thức an toàn của anh kém quá vậy. Không sao đâu, cứ nghe tôi đi. Tôi nói anh nghe, anh làm như vậy sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Thiếu an toàn quá. Chào anh, chào cậu. Ai là người phụ trách ở đây vậy? Ông chủ ở bên kia. Ai là người phụ trách vậy? Ai là người phụ trách? Tôi là tôi. Anh đến đánh bia sao? Nó đến là đến, đánh bia. Đồng chí cảnh sát, cậu là chủ ở đây phải không? Tôi là chủ ở đây. Nghe người dân báo cáo quán bia các cậu tụ tập đông người sẽ phóng hỏa. Ai lắm mồm vậy? Không phải đâu, chỉ là quầy đồ nướng. Đồ nướng? Cậu tưởng đây là sân sau nhà cậu mà bảo nướng là nướng? Cậu có biết quy định ở đây không? Cậu có giấy phép kinh doanh đồ nướng không? Lỡ như cháy thì cậu chịu trách nhiệm nổi không? Anh yên tâm đi, không cháy được. Đợi tới khi cháy thì muộn rồi, phải phòng trước. Tôi đảm bảo với chính quyền tuyệt đối sẽ không cháy. Được rồi, anh bớt giở trò đi, bao dọn cái bếp than của mình. Anh làm như vậy là đang gây chuyện. Tôi nói chuyện đàng hoàng với cậu, lại lên mặt với tôi. Tôi nói cậu biết, bây giờ cậu mau dọn nó, không thì quán bia của cậu cứ chờ đóng cửa đi. Nếu tôi không dọn thì sao? Được, không dọn chứ gì? Không dọn đó. Quán bia đi chưa được kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, tồn tại nguy cơ hỏa hoạn, đồng thời tự ý sử dụng lửa trần và các thiết bị nướng. Theo hình thức quản lý và xử phạt an toàn phòng cháy chữa cháy, yêu cầu quán lập tức đóng cửa chỉnh đốn. Quán bia khai trương lâu rồi, thực ra tôi chưa từng tham gia quản lý. Đó là bởi vì tôi tin tưởng mọi người. Sự việc quán bia nổi lửa nước thịt bị đóng cửa chỉnh đốn, tôi hy vọng mọi người cho tôi một lời giải thích hợp lý. Sếp Lâm, chuyện này là tại tôi. Tôi là quản lý của quán, tôi không quản lý nghiêm khắc theo quy định nên mới xảy ra sơ suất. Không liên quan tới Nguyệt Nguyệt. Chuyện này tại tôi. Nước thịt ở quán bia là chủ ý của tôi. Tôi chỉ muốn dùng cách này để hút khách thôi. Chuyện này tôi cũng có một phần trách nhiệm. Là tôi và ấp ba giúp bối bối làm quầy nước thịt. Chúng ta là một đội. Đã là một đội phải có quy định của mình. Từ hôm nay phải vận hành nghiêm ngặt theo bản quy định này. Mọi người truyền nhau đọc rồi dán nó lên tường. Nhớ kỹ, chuyện quán bia bị đóng cửa chỉnh đốn tôi không muốn tái diễn nữa. Quản lý quán bia như quản lý CES thật đó. Anh biết không, người muốn thoải mái ở nơi làm việc không muốn trèo cao thì cả đời chỉ có thể đóng vai quần chúng.
ai biết nhược điểm khi làm quần chúng là gì không? Nếu phải hy sinh thì cậu là người hy sinh đầu tiên, không có bất cứ công lao gì. Cũng là người đầu tiên bị cân nhắc khi cắt giảm biên chế. Muốn làm nhân vật chính ở nơi làm việc thì phải cố gắng mỗi phần. Hãy nhớ, ở nơi làm việc không nuôi kẻ lười biếng. Muốn làm chủ thì phải phấn đấu hết mình để trèo lên cao. Tôi nói suốt từ nãy tới giờ chỉ là muốn nói cho mọi người biết, làm việc phải suy tính chu đáo, đừng làm những chuyện không động não. Sau này hãy tránh những chuyện như thế này. Cô nhìn cái vẻ mặt dân giáo đi. Anh thôi đi. Chuyện này giống dĩ là anh sai. Anh xem anh gây ra lỗi to như vậy. Nếu không phải Lâm Trạch Phong tìm người giải quyết chuyện này thì quán bia của chúng ta không thể tiếp tục kinh doanh nữa. Được rồi mấy bà cô à, tôi biết sai rồi. Vì chuyện này ngày nào thỏ mẹ cũng chửi tôi. Lâm Trạch Phong vừa chửi tôi xong các cô lại nói: có thể để người ta sống không? Tôi đâu có nói gì anh. Đừng lôi tôi vào. Nói thừa, tôi chính là thủ phạm, cô là tổng phạm biết không? Thỏ mẹ mắng anh cũng là tốt cho anh. Đúng là muốn tốt cho tôi, nhưng cũng không thể suốt ngày chửi chứ. Nếu ngày nào tôi cũng tốt với cô như vậy, cô có chịu được không? Có phải cô ấy đang đến tháng không? Mỗi người phụ nữ đều có những ngày nóng thánh như vậy. Có khả năng lắm. Bây giờ tôi rất cần hỏi thăm về chu kỳ sinh lý của cô ấy. Nhất định không được chọc giận cô ấy lúc cô ấy sắp hoặc đang đến tháng. Các cô không biết đâu, phụ nữ mỗi lần đến tháng còn nguy hiểm hơn cả phần tử khủng bố. Phần tử khủng bố còn đàm phán với cô được, còn cô ấy thì giết thẳng luôn. Đáng đời. Cười cái gì? Cô không đến cái đó sao? Em dọa anh sao em vẫn chưa ngủ? Em đang đợi anh mà. Em nấu cơm xong rồi. Đáng ghét, em đi hấp lại cho anh. Được rồi, đừng tức bực. Ở với anh một lát được không? Mệt lắm nhỉ? Mấy ngày nay bận chuyện mở sòng quán bia, anh phải đi khắp, móc nối quan hệ mọc cả râu rồi. Đàn ông không gợi cảm. Anh chẳng muốn làm việc, chỉ muốn ở nhà ôm em như vậy mỗi ngày thôi. Vậy anh đừng đi làm nữa. Chuyện của quán bia cứ để bố bối làm. Tiệm thuốc cưng của em đủ nuôi hai chúng mình. Vậy không được. Giờ mẹ em đang coi thường anh. Nếu để bà ấy biết anh được em bao nuôi thì anh chẳng khác gì trai bao. Bà ấy lại càng coi thường anh hơn. Ai bao nuôi anh chứ? Em còn đợi anh bao nuôi đây này. Anh cũng muốn, nhưng mà bây giờ chẳng có gì. Em không cần gì hết. Em cũng không cần nhà hay xe. Mỗi ngày anh cho em hai cái màn thầu là em đủ no rồi. Dễ nuôi thật. Nói thế nào đi nữa, anh cũng phải chứng minh trước mặt mẹ em anh hoàn toàn có khả năng khiến em hạnh phúc. Sao phải chứng minh trước mặt mẹ em chứ? Em biết là được rồi. Đồ ngốc. Thời gian này anh hơi bận, không có thời gian ở bên em. Em không được giận đâu đấy. Em biết mà, em không giận đâu. Anh cứ lo kiếm tiền nuôi gia đình đi. Em phụ trách việc đẹp như hoa. Được, vậy là anh yên tâm rồi. Đừng nằm nữa, anh đói rồi. Em mau đi hâm đồ ăn lại đi. Vừa nãy anh không cho em đi mà. Em không đi. Em không giận nữa. Mà anh cũng không bảo em đi hâm đồ ăn sao? Vậy anh bảo cho em chút động lực thì em đi hâm đồ ăn cho anh. Một cái. Chúng ta đi thôi. Được, đi thôi. Đi thông thả nhé. Tạm biệt.
Cô à, cháu tới thăm cô sao? Tiểu bối bối à, để cháu được nhìn cô càng ngày càng xinh đẹp so với mấy cô gái 16, 17 cô xinh hơn nhiều. Cái thằng này dẻo miệng quá, không cần khen cô như vậy. Cô không đỡ nổi. Đâu có, cháu nói thật, cháu mang ít đồ cho cô. Cái gì vậy? Một người bà của cháu kinh doanh gạo mang cho. Nhưng cháu giờ mực mực ở nhà không nấu ăn, để không thì lãng phí nên cháu mang cho cô. Thằng bé này đến thì đến thôi, còn mang theo đồ làm gì? Nào ngồi đi cháu, ngồi nói chuyện với cô. Dạ, cháu sẽ ngồi đây nói chuyện với cô. Uống nước đi bối bối. Cháu xin. Nghe tiểu Tân nói các cháu mở quán bia gì đó. Dạ, quán bia kinh doanh thế nào? Cũng tạm tạm, không chạy bằng quán sủi cảo của cô. Làm gì có. Để hôm nào rảnh cô qua chỗ cháu, cháu làm cho cô một thẻ hội viên VIP. Chỉ làm cho cô thôi. Được, tới lúc đó cô sẽ dẫn hết khách quen của quán tới chỗ các cháu để ủng hộ, cũng để họ thử trải nghiệm trào lưu mới. Cô đúng là mẹ ruột của cháu mà. Cháu cảm ơn cô nhiều. À đúng rồi, cháu cho cô xem trang trí ở quán. Được được, đẹp lắm, cô xem này. To vậy à? Có đẹp không? Đẹp. Thật ra chụp thì trông to, trang trí cũng đẹp lắm. Việc trang trí đến thân mật mật nhà cháu giám sát thi công. Tốn nhiều tiền nhỉ? Không tốn kém bao nhiêu. Cô à, mật mật nhà cháu thích ăn mì lạnh ở quán đằng kia, cháu đi mua cho cô ấy nhé. Mật mật đúng là có phúc tìm được người bạn trai chu đáo như cháu. Cháu thích nhất là nghe cô nói chuyện. Cháu phụ mọi người mà, lúc nào ở đây thì cần giúp đỡ cô cứ gọi điện cho cháu, cháu sẽ đến ngay. Được, vậy cháu qua kia một lát. Ừ, ngoan quá, cô cứ xem đi. Hôm khác đến chỗ cháu chơi. Em mau về đi, sao vậy? Làm gì đó là phải xa nhau lâu quá, em không nỡ xa. Vậy phải làm sao? Anh cũng không thể đến nhà em ở, mẹ em sẽ giết anh mất. Em không muốn rời xa anh, chỉ muốn ở với anh thôi, phải làm sao đây? Không muốn rời xa anh thì chúng ta kết hôn đi. Anh nói cái gì? Kết hôn đó. Kết hôn rồi không cần xa nhau nữa, có thể ở bên nhau mỗi ngày. Không phải. Anh nói chuyện kết hôn nghe nhẹ tên như vậy. Như vậy có gọi là cầu hôn không? Có chứ, vậy em có đồng ý không? Nếu mà là cầu hôn gì em không đồng ý đâu. Làm gì có ai cầu hôn không nghiêm túc như vậy. Vậy em nói nghe thế nào mới là cầu hôn nghiêm túc? Ít nhất cũng phải có hoa này, có nhẫn chứ. Anh còn phải quỳ một gối xuống nữa, giống như trong phim người ta diễn đó. Hôm nay sao ngoài vội quá, chưa chuẩn bị đủ. Như vậy đi, để khi nào anh gom đủ mọi thứ sẽ cầu hôn lại với em. Bao giờ anh mới gom đủ? Được rồi, em mau lên nhà đi. Hôm nay đừng ngủ muộn quá nhé. Được, em không nỡ xa nhau. Được rồi, mai lại gặp mà. Mau lên nhà đi. Được, nhớ về em đấy. Nhớ em đó. Nhớ. Hẹn mai gặp. Em về nhé. Nhớ về em đó. Người cô xinh đẹp của tôi đâu? Bà chủ bảo có việc nên đi trước. Bà ấy bảo tôi đưa điện thoại cho anh. Cảm ơn anh. Không có gì. Không lẽ đã nhìn thấy rồi sao? Thấy không thấy, thấy không thấy, thấy không thấy. Bóng đẹp. Tiếp tục. Bóng đẹp. Đẹp lắm. Làm một dáng đi đi. Được. Làm gì vậy?
sao đây? Sao mặt Khoa lại xỉ ra vậy? Nói đi, người đàn ông đó là ai vậy? Anh ta sao? Em đâu có quen, đến đánh bia thôi. Không quen mà em cười nói với người ta như vậy. Ghen sao? Không đúng. Thế dưới anh, nếu là đàn ông thì em không thể nói chuyện với người ta, có phải không? Nói chuyện thì được, chứ phải nói đàng hoàng đập tay cái gì? Rõ ràng là muốn ghẹo em. Trần Bắc, sao? Động chút là ghen. Anh hẹp hòi quá rồi. Không phải anh ghen, anh sợ em chịu thiệt thòi. Em chịu thiệt được sao? Bây giờ chúng ta đang kinh doanh quán bia, loại người nào chẳng có. Anh không thể khôn khéo hơn được sao? Có mỗi chuyện này thôi mà đã giận rồi. Là một người đàn ông chẳng có trách nhiệm gì. Sau này anh còn kinh doanh quán bia thế nào? Chúng ta có sống cùng nhau thế nào? Anh phải chín chắn lên. Sống cùng nhau. Đáng tin cậy. Alo, hôm nay anh về sớm nha. Sao vậy? Có chuyện gì quan trọng à? Không có gì, hôm nay em đích thân vào bếp làm cho một bàn đồ ăn con. Hôm nay là ngày gì mà tổ chức long trọng như vậy? Anh về là biết thôi. Tóm lại là một ngày rất quan trọng. Được, làm xong việc anh cấp tốc về nhà. Được, giờ anh làm việc đi. Em cúp máy đây. Tạm biệt. Được. Cô đụng phải người ta rồi. Xuống xe đi. Xuống xem người ta có sao không đi. Phải đó mà xuống xe đi. Xuống xe đi. Alo. Alo. Anh đang ở đâu? Cô sao vậy? Anh qua đây được không? Em đụng trúng người ta rồi. Xuống xe đi, xuống xe làm gì vậy? Phải đó. Đâu, cô không sao chứ? Không sao. Hay là đến bệnh viện kiểm tra đi. Không sao, lát nữa tôi tự đi. Phải đâm mạnh thế nào cái xe mới thành ra như vậy? Lái xe phải chú ý một chút, nhất là chỗ đèn xanh đèn đỏ, giao lộ mà. Như vậy đi, cô đến bệnh viện kiểm tra trước, rồi tới chỗ cảnh sát giao thông chịu phạt. Được, hôm nay phiền anh rồi. Cảm ơn anh, không có gì. Mọi người giải tán hết đi. Không sao nữa rồi, giải tán đi. Giải tán đi. Cô mau tới bệnh viện đi. Cô bị thương à? Anh đến rồi. Sao bây giờ anh mới đến chứ? Được rồi, không sao nữa. Để tôi đưa cô tới bệnh viện kiểm tra. Đi thôi.
Cũng may vết thương không có gì nghiêm trọng, chỉ bị thương ngoài da thôi. Nhớ mấy ngày nữa tái khám. Tôi thay thuốc cho cô là không có vấn đề gì nữa. Cảm ơn bác sĩ. Chàng trai, cậu có thể đưa cô ấy đi rồi. Và được, cảm ơn bác sĩ. Đi thông thả nhé. Nào, cô ngồi đây đi đã. Anh có thể ở bên em thêm một lát nữa không? Em thực sự không muốn ở một mình. Vậy tôi đi mua nước đã. Alo, cưng à, sinh nhật vui vẻ. Chúc cậu phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Mẹ Thỏ à, cảm ơn cậu nhé. Nhưng vẫn chưa đến sinh nhật mình mà, chúc trước cậu thôi. Sao cậu nhận điện thoại của mình mà nghe vẻ không vui vậy? Cậu sao vậy? Mày còn tưởng là điện thoại của Lâm Trạch Phong. Đêm trước sinh nhật là đêm lãng mạn nhất. Lâm Trạch Phong còn ở với cậu sao? Anh ấy vẫn chưa về, không biết đang bận gì nữa. Anh ta không biết sắp đến sinh nhật cậu à? Anh ấy không biết sinh nhật của mình, mình không nói với anh ấy. Sao cậu không nói cho anh ta biết sinh nhật của cậu? Mình sợ anh ấy mất thời gian mua quà sinh nhật cho mình. Gần đây chuyện của quán bia đã bủn bận rồi, mình không muốn rước thêm việc cho anh ấy. Cậu đó, cậu nghĩ thế nào vậy? Nếu mình mắng cậu, cậu sẽ lại khóc lóc đau khổ. Mình thực sự... Mình không nói chuyện với cậu nữa, có điện thoại gọi đến, tạm biệt nhé. Đúng là rộng sắc khinh bạn mà. Alo, Tiểu Tân, chúc mừng sinh nhật. Đậu Nam sao? Anh vốn định chờ tới 12 giờ rồi gọi điện cho em, nhưng sợ lúc đó em lại không tiện nghe điện, nên anh gọi trước. Anh là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật em đúng không? Thật không ngờ anh vẫn nhớ sinh nhật em. Xem em nói kìa, bao nhiêu năm qua thực ra anh cũng được coi là người nhìn em trưởng thành. 30 tuổi rồi, là người lớn rồi. Được rồi, anh không làm phiền em nữa. Tạm biệt em. Tạm biệt anh. Số máy quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy. Thank you.
Happy birthday to me. Happy birthday to me. Bây giờ mới về cũng chẳng chịu nghe điện thoại của em. Em lo chết đi được. Em còn tưởng anh xảy ra chuyện gì nữa rồi. Anh có chút việc nên về trễ. Điện thoại hết pin rồi nên anh tắt máy. Sau này nếu có việc gì thì gửi tin nhắn báo trước cho em một tiếng. Em không tìm được anh em sẽ lo lắm. Tuân lệnh. Sao lại có bánh kem vậy? Hôm nay là sinh nhật em sao? Sao em không nói với anh sớm? Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi. Quỳ xuống. Em đùa thôi. Em không muốn nói cho anh biết. Nhưng anh ngờ anh lại về muộn như vậy. Hay là như vậy, hôm khác anh tổ chức buồn cho em một sinh nhật khác thật hoành tráng. Em muốn quà gì? Quà sinh nhật em muốn to lắm. Em muốn anh mãi mãi ở bên cạnh em. Đồ ngốc này, yên tâm đi. Cả đời này anh sẽ mãi ở cạnh em. Đi đâu hết rồi? Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday Tiểu Tân. Mọi người đang làm gì vậy? Đừng nói là cậu cực kỳ xúc động đó. Muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng nhịn. Tiểu Tân, bao nhiêu người đến chúc mừng sinh nhật cô này. Đừng bảo chúng tôi không coi trọng cô. Tuy cô từng từ chối tôi, nhưng cô là chị em tốt của Sang Sang. Tôi vẫn phải tổ chức cho cô một sinh nhật thật hoành tráng. Cô nhìn đi, cái bánh kem này là tôi đặc biệt chọn cho cô. Tránh qua một bên đi, bánh này là Đậu Nam mua. Anh còn dám mở miệng ra nói? Đừng có bắt nạt oppa. Cậy mình đông người chứ gì. Được rồi, đừng ầm ĩ. Chúc mừng sinh nhật Tiểu Tân. Sinh nhật vui vẻ nhé. Sinh nhật vui vẻ, cắt bánh kem thôi. Tiểu Tân, hôm qua cậu đón sinh nhật ở nhà thế nào? Chẳng thế nào hết. Hôm qua tụi mình định hẹn cậu ra ngoài tụ tập. Sau đó mẹ Thỏ gọi điện nói cậu muốn đón sinh nhật với Lâm Trạch Phong, nên tụi mình không hẹn cậu nữa. Con gái gả đi rồi như bắt nước đổ đi. Con này đến lượt anh nói sao? Kệ anh ấy đi. Sáng nay ra ngoài quên chưa uống thuốc. Ai nói anh chưa uống thuốc? Tôi không có ý đó. Ý tôi là Tiểu Tân thay đổi rồi. Sau khi cô quen Lâm Trạch Phong, lâu lắm rồi không tụ tập với chúng tôi. Đáng ghét trọng sắc khinh bạn. Hai vợ chồng người ta ưng ái với nhau, anh ghen cái gì? Lâm Trạch Phong tổ chức sinh nhật cho cậu thế nào? Có phải là bày đầy hoa rồi bật nhạc lãng mạn, hai người ôm nhau nhảy không? Nghĩ thôi đã thấy lãng mạn rồi. Đó là phim thần tượng chị gái à. Cuộc sống hiện thực đâu có lãng mạn như vậy. Lâm Trạch Phong không biết sinh nhật mình. Anh ta không biết sinh nhật cậu.
Mình không nói cho anh ấy biết, nhưng anh ấy bảo sẽ tổ chức sinh nhật bù mà mình thấy không cần thiết. Dù sao hai người bên nhau ngọt ngào vui vẻ là được. Nói thật, bây giờ hai người bên nhau, có phải Lâm Trạch Phong không tốt với cậu như trước kia không? Cũng tạm. Có điều anh ấy bận lắm, không có nhiều thời gian ở bên mình. Cô xem tôi nói gì nào, tôi sớm nhắc nhở cô rồi. Kiểu người như Lâm Trạch Phong không hợp với cô, Đậu Nam mới là lựa chọn tốt nhất, có đúng không? Lại nữa rồi, cô làm vậy không đúng chút nào. Cô xem anh ta bảo không có thời gian, thứ như thời gian giống như bọt biển, cứ cố cũng sẽ dắt ra được, đúng không? Có đúng không? Anh ta bảo không có thời gian, sao anh nói nhiều như vậy? Tôi đồng ý những gì anh nói. Giống tôi và San San, vì tôi yêu cô ấy nên ngày nào tôi cũng muốn xuất hiện trước mặt cô ấy, đúng không? Ờ ba, em yêu anh. Không chịu nổi mà, đó khác hẳn. Được rồi, đừng nói nữa. Đây là chuyện của Tiểu Tân, đừng giống như bối bối. Vì ghen ghét đố kỵ Lâm Trạch Phong nên suốt ngày đó xấu sau lưng người ta. Phải đó. Anh nhìn gì? Nhìn người đẹp. Bối bối, làm đàn ông không thể hẹp hòi như vậy, nghe rõ chưa? Lâm Trạch Phong cũng tốt mà, đừng chỉ mũi dùi vào người ta. Tôi không thích Lâm Trạch Phong, tôi thấy Đậu Nam rất tốt. Đậu Nam tốt lắm, vừa si tình vừa giàu có, là yêu cô, đúng không nào? Chọn Đậu Nam sẽ không làm cô thất vọng. Được rồi, đừng có ghép đôi lung tung. Tôi và Đậu Nam đã nói rõ rồi, chúng tôi chỉ là bạn thôi. Nói rõ được sao? 12 năm, Đậu Nam đợi cô suốt 12 năm. Một người đàn ông si tình như vậy, chọn Đậu Nam đi, hãy chọn Đậu Nam đi. Tiểu Tân, tôi nghĩ nếu cô là phụ nữ thì cô nên chọn. Là Tiểu Tân lựa chọn được không? Bây giờ anh đang bảo Tiểu Tân chọn đây. Tiểu Tân, kệ anh đấy. Thực ra nghĩ kỹ lại, tôi thấy Lâm Trạch Phong cũng ổn. Nguyệt Nguyệt có đúng không? Phải, tôi thấy anh ấy rất tốt. Đậu Nam, anh muốn thế nào? Không phải Tiểu Tân, tôi nói thật, bây giờ chúng tôi sẽ cho cô một không gian tưởng tượng rồi cô lựa chọn. Đậu Nam và Lâm Trạch Phong, cô chọn đi. Lại nữa rồi. Làm gì vậy? Để cô chọn đó. Nào Tiểu Tân, qua đây ngồi đi. Làm gì vậy? Có đến mức đó không? Không cần nói gì hết, nghe tôi nói là được. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thảo luận vấn đề cá nhân của Du Hồ Tân. Tôi xin nói vài câu trước. Lập trường của tôi rất rõ ràng. Tôi chọn Đậu Nam. Mọi người sẽ không thất vọng đâu. Đậu Nam chắc chắn là lựa chọn quan trọng nhất trong cuộc đời của Du Hồ Tân. Còn Lâm Trạch Phong chỉ là khách qua đường thôi. Anh thấy là anh chọn bạn trai hay là Tiểu Tân chọn? Là anh kết hôn hay Tiểu Tân kết hôn? Tiểu Tân vui là được. Anh nói nhiều như vậy làm gì? Khác nhau mà. Là bạn của Tiểu Tân, chúng ta phải đứng ở lập trường của Tiểu Tân, đưa ra lựa chọn thích hợp nhất cho cô ấy. Không thể để cô ấy nhảy vào biển lửa. Không phải. Sao Lâm Trạch Phong người ta lại thành biển lửa vậy? Tôi thật không hiểu anh so sánh kiểu gì. Đồng chí này hỏi hay lắm. Tôi phân tích cho mọi người nghe. Tôi sẽ phân tích từng mục một. Đầu tiên là về ngoại hình, Lâm Trạch Phong trông cũng đẹp trai. Nhưng mà đàn ông đẹp trai thì có ích gì? Anh ta phải có bản lĩnh đúng không? Cô xem bây giờ Lâm Trạch Phong mất công ty rồi, nhà cửa xe cộ cũng không còn. Anh ta có gì? Tiểu Tân đi theo anh ta có thể được gì? Chỉ còn lại mỗi một đống nợ. Như vậy là hạnh phúc sao? Hạnh phúc được chứ. Lâm Trạch Phong không nhà không xe đó là vì ai? Vì Tiểu Tân của chúng ta. Một người đàn ông có thể bất chấp tất cả vì một người phụ nữ. Đàn ông như vậy đi đâu tìm? Nên họ chắc chắn sẽ hạnh phúc. Hơn nữa, tôi nghĩ nếu hai người yêu thương nhau thật lòng thì đứng trước tình yêu, điều kiện vật chất băng nãy anh nói chỉ là thứ yếu, đúng không? Tôi thừa nhận Lâm Trạch Phong đối xử với Tiểu Tân cũng tốt, nhưng Đậu Nam có tốt với Tiểu Tân không? 12 năm rồi, anh ấy đã đợi cô ấy suốt 12 năm. 12 năm là khái niệm gì? Đi hết cả 12 con giáp rồi. Đúng vậy, Đậu Nam đúng là si tình. Trong phim Hàng Bên Tôi, anh ấy thường diễn vai nam thứ lụy tình, thích nữ chính. Nhưng nữ chính không có cảm giác với anh ấy. Đến cuối cùng không bị ung thư thì cũng xảy ra tai nạn, chẳng có kết cục tốt đẹp. Em xem, đáng thương quá, phim Hàn không tính. Vậy nói về Trung Quốc đi, hay nói về đồng chí Đậu Nam của Trung Quốc. Xét về ngoại hình, Đậu Nam không kém gì Lâm Trạch Phong. Hơn nữa còn đối xử với Tiểu Tân tốt như vậy, bây giờ lại rất giàu có tiền thì sẽ có cơ sở vật chất. Tiểu Tân gả cho anh ấy không cần lo nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền. Chọn Đậu Nam sẽ không làm cô thất vọng. Bố nói có lý, nếu anh là phụ nữ anh cũng sẽ chọn Đậu Nam. Cô nhìn đi, thấy chưa? Người nước ngoài cũng nói rồi kìa. Tôi và đồng chí Bắc đã đạt được nhận thức chung trong vấn đề này. Nếu là phụ nữ, chúng tôi sẽ chọn Đậu Nam.
Chắc giờ đi ngoài em phải cho anh uống thuốc rồi. Tiểu Tân đã nói rồi, người cô ấy chọn là Lâm Trạch Phong. Tiểu Tân cứ mặc kệ họ, đi theo cảm nhận của mình, cứ tin vào bản thân, tất cả những thứ khác đều là giả dối. Người thực sự tốt với cậu mới là người thích hợp với cậu. Mình và Nguyệt Nguyệt đều ủng hộ cho cậu.